Trên đời có 11 cái ngu thường gặp. Một, cho mấy thằng bài bạc mượn tiền, muốn giúp nó làm lại cuộc đời. Nhưng cuối cùng phải kêu nó bằng ông nội, rồi suốt ngày quỳ lại nó, mà cũng chẳng lấy được đồng nào. Hai, bỏ tiền để thuê người quen làm. Nghĩ rằng sẽ tốt, giá cả phải chăng và dễ kêu khi có việc. Đặc biệt là tạo việc làm cho họ. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, ngậm bồ họ làm ngọt mà mang ơn huệ suốt đời. Hoặc là sẽ trách nhau rồi mất đoàn kết. 3. chung vốn làm ăn. Nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì, nhưng thành công hay thất bại rồi cuối cùng cũng mất đoàn kết hoặc tan rã. 4. Làm thầy dạy thằng dạy, cứ nghĩ sẽ dạy nó khôn lên, nhưng kết quả là nó mang họa về hết cho mình và biến mình thành thằng dại. 5. Bán đất lấy tiền gửi ngân hàng. Nghĩ cho chắc ăn và tiện lợi, nhưng bán 3.000m2 gửi ngân hàng 3 năm rút ra 300m2 cũng không mua nổi. 6 làm thuê cho người chủ không có đạo đức, nghĩ rằng mình chỉ làm thuê lấy tiền, nhưng cuối cùng biến mình thành thất đức, vì ông chủ chỉ nói, còn mình thì làm. 7. Kết hôn mà không có tình yêu, nghĩ rằng cưới về rồi yêu, nhưng chưa kịp yêu thì đã ly hôn, còn không thì sống bên nhau nhưng không biết mùi hạnh phúc. 8. Gửi tiền người khác mua đất mà không đứng tên, vì lòng tin tưởng mà cũng chẳng bao nhiêu tiền. Nhưng mấy năm sau giá đất nhảy lên mấy chục lần, kem theo lòng tham con người nổi dậy bắt đầu sinh tranh chấp. 9. Sống thiếu lập trường kêu cày giữa đường, nể người nên ai nói gì cũng theo, nhưng kết quả chẳng làm được việc gì cho tốt hết. 10. Sống hà tiện, cứ nghĩ nhịn ăn để tích góp về già, nhưng chưa già đã chết hoặc già rồi thì tiền núi cũng chẳng cần gì tại kiện sức. 11. Đứng tên vay tiền cho người khác, việc này lại càng không nên, bởi khi mọi việc thuận lợi thì không tháo. Nhưng nếu người kia không trả đúng hạn, hoặc không trả nữa, người cho vay thì biết ai vay người đó phải trả thế thôi không ai có đủ thời gian nghe bạn giải thích cả đến cuối cùng có tiếng mà không có miếng người mang và lại chính là mình nên người ta nói làm phúc phải tội là vậy